Thưa quý vị, trước hành động của nhãn hiệu thời trang H M đồng ý thay đổi bản đồ có vấn đề trên mạng sau khi bị Bắc Kinh chỉ trích, nhiều người tiêu dùng Việt đã lên tiếng phản đối thương hiệu thời trang này tại Việt Nam. Chính quyền Thượng Hải nói rằng, người dùng mạng Internet đã báo cáo về bản đồ có vấn đề trên trang web của S&M. Vì vậy, Sở Quy hoạch và Tài nguyên Thượng Hải yêu cầu công ty Thụy Điển nhanh chóng sửa chữa bản đồ đó. Sau khi được triệu tập, H M đồng ý với yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc. H&M đang nỗ lực nhằm xoa dịu cơn giận dữ của người Trung Quốc và khẳng định những cam kết của họ với quốc gia này dường như đều thất bại. H&M đã đưa ra một thông báo mang tính hòa giải, phản ứng trước những tranh cãi về việc ngừng sử dụng bông tân cương của hãng này. Trong đó, H&M cho biết Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng dù không nêu rõ trong thông báo mới nhất được đưa ra hôm nay về việc liệu họ có sử dụng lại bông Tân Cương hay không, nhưng H&M cho biết họ muốn trở thành một bên mua có trách nhiệm tại Trung Quốc và các nơi khác. Ngoài ra, thương hiệu Thụy Điển cũng sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan đến cùng xây dựng một ngành thời trang bền vững hơn. <laughs>